đã ra tận hố bom, các anh chiến sĩ đã gọi bà là chính ủy của các con. Tuổi già mẹ không leo nổi núi, núi con xưa cũng không còn vượt nổi đục đâu ra. Như những thủa nào ngày ngày mẹ nheo mắt trông lên máy bay quân Mỹ nó bổ nhau, hơn giúp chân bước nhanh thêm lúc máy bay nó vẫn còn gào. Nhớ con mình càng thương chiến sĩ lửa ngút trời lòng vẫn không nào, nên mẹ ra đến tận chiến hào lửa hơn còn cao hơn cả núi núi non cao, máu căm thù nhuộm đỏ cả bờ đường lao. Cuộc đời ngàn câu hát vang vang giữa khi bom mìn nó rồi tràn, người người đam đang vẫn lo toan đất quê ta lúa vẫn màn ngàn, bát nước chè mẹ bưng con uống cả tấm lòng làng xóm quên sao khi mẹ ra đến tận chiến hào. Bóng mẹ già bên nòng súng xuống vươn cao, hải dương nay có những mẹ già lấy rơm đàn áo mịn mà đem tặng các con đứng bên mâm pháo nặng tình đồng lúa tỏa tỏa ngát hương. Để phòng từng khi bom nổ có con ba thế càng nào dài nổi cả tình thương, trong áo mẹ làm mùa về đông năm tấn hương thơm tiếp dân cho các mẹ hiền. Mẹ ngồi mẹ đàn áo thâu đêm cố sao cho áo sẽ càng mềm, áo che mình đàn con chiến sĩ để vững lòng diệt máy bay thêm để trời quê những đoàn pháo rền. Cuộc đời mẹ xưa như thế tôi vẫn chẳng xa, đến nay mẹ đưa cả cả trời cao yêu lòng người đi vẫn chưa yên, nhớ con bên bóng vợ hiền, động trời con khi có mưa đêm lấy ai che bớt gió ngoài thêm, lúc tối đèn mẹ mau chân đến để những người vợ ấy vui lên bên chuyện thương sống lại bắn rền. Nhớ mẹ già con càng vững bước bước tuổi già mẹ không leo nổi núi.